Gần đây, nhiều giáo dân Công giáo đang thắc mắc về việc ông Hà Cao Thắng đột nhiên ra thông báo kêu gọi mọi người Việt trong cộng đồng ở Sydney đến tham dự hai ngày sinh hoạt trong trung tâm sinh hoạt cộng đồng, dù ông đã biết đây là hai ngày lễ lớn của người Công giáo ở khắp nơi trên thế giới. Đó chính là hai ngày Đại hội Thánh Mẫu. Vấn đề là vì ông là một người Công giáo và quan trọng hơn nữa, ông lại là trưởng ban mục vụ của giáo đoàn Grandview, cũng như ông từng là huynh trưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể. Thế mà giờ đây, ông chỉ quan tâm đến lễ dỗ của Nguyễn Trung Trực mà thôi. Chẳng lẽ ông đã đưa giáo đoàn Grandview ly khai với cộng đoàn Công giáo ở Sydney rồi chăng? Và chúng tôi cũng nhân tiện đây nói trước cho quý vị biết để cho quý vị không, cái nhất là không lấy cớ là đi chơi, đi du lịch hay là đi vắng nhà. Lấy cớ là chúng tôi không biết tác hoặc là tham gia ủng hộ những cái chương trình khác thôi. Mà nếu mà quý vị cứ tiếp tục không sinh hoạt, không tham gia, không hỗ trợ những sinh hoạt cộng đồng thì chúng tôi cũng kêu gọi là nếu mà quý vị không muốn như vậy thì quý vị hãy nên rút lui khỏi làm một thành viên hội đoàn đoàn thể của cộng đồng đi. Chứ nếu quý vị không cần phải cố gắng lèo lái hoặc là kiếm thêm một số hội đoàn mới để đăng ký với chúng tôi, trong khi đó quý vị không sinh hoạt, không hỗ trợ cộng đồng, mà thì làm sao mà chúng tôi chấp nhận là quý vị là một thành viên của hội đoàn đoàn thể của cộng đồng được? Đó là cái thứ nhất. Cái ngày hôm nay đó thì ông ấy lại bắt buộc mọi người phải tới tham dự, không thiếu một người nào thế này thế kia để trong cái đại hội cộng đồng, mà hai cái ngày đó nó lại trùng hợp với hai cái ngày đại lễ không thể thiếu của người Công giáo. Và trong cộng đồng của chúng ta, thí dụ như tôi lấy ví dụ, tôi là người Công giáo, ông Thái là người Công giáo, chúng tôi thân này ví xẻ làm hai, chúng tôi không thể nào tách rời chúng tôi ra khỏi tôn giáo, mà chúng tôi cũng không thể nào tách rời ra khỏi cộng đồng, thì chúng tôi phải tham dự bên nào đây? Thì ông đặt chúng tôi vào một cái vị thế rất là khó xử. Chúng tôi rất muốn tới tham dự đại hội cộng đồng để coi cái hành động, cái thái độ của ông ấy đối xử với chúng tôi như thế nào. Cái đó tôi nói thật, tôi muốn tới. Nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng tôi nhìn lại thì chúng tôi thấy rằng đó là hai ngày đại hội Thánh Mẫu của cộng đồng Công giáo với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng từ Sài Gòn và cha Mikael Phạm Quang Hồng đến từ Perth, là những cái diễn giả và chúng tôi hằng mong đợi trong cuộc đời của chúng tôi. Và chúng tôi rất là mong muốn được tham dự trong hai cái ngày đó tại trung tâm hành hương Prinsley. Thì bây giờ ông đặt chúng tôi trước một cái sự kiện như vậy thì tôi nói thẳng là tôi chọn tôn giáo. Và vì vậy cho nên chắc chắn là tôi sẽ vắng mặt, và chúng tôi mong rằng đó là ông Thắng có thể lấy lý do này để khai trừ chúng tôi hay không. Và chúng tôi nói thật với quý vị là trong danh sách các hội đoàn của cộng đồng hiện nay cũng có hai cái hội đoàn của cộng đồng Công giáo, đó là Thiếu Nhi Thánh Thể và Liên Cả Đoàn Lê Bảo Tình. Họ cũng sẽ vắng mặt tại vì họ phải tham dự đại lễ. Vì vậy tôi đố ông Thắng dám gạch tên hai cái hội đoàn Công giáo đó ra khỏi, trong đó có hội đoàn của tôi nữa là 3, hội đoàn của ông Thái nữa là 4, có dám gạch tên ra khỏi cộng đồng hay không? Chúng tôi thách thức cái điều đó, tại vì chúng tôi nói thẳng với quý vị là tôi sẽ chọn tham dự đại hội Thánh Mẫu của cộng đồng Công giáo, chứ tôi không tham dự cái đại hội mở rộng để mà có thể bị ông Thắng mạt sát về các cái vấn đề liên quan tới các hội đoàn mà không cộng tác với ông.